nóng quá hả con? Chào các bạn. Chúc các bạn một ngày nghỉ nhiều niềm vui và hạnh phúc bên gia đình của mình. Trước đây thì mình cũng đã chia sẻ các bạn một cái video mình trồng và nhân giống cây thiết bộc lan bằng cái cách cắt cành. Khi cái video đấy xuất bản thì rất nhiều bạn có vào bình luận chia sẻ với mình bằng cái thái độ rất là tích cực. Mình xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống và luôn luôn hạnh phúc trong cuộc đời. Ngày hôm nay thì mình cũng lại chia sẻ với các bạn về cái cây thiết mộc lan mình đã trồng khoảng 7-8 tháng. Khi trước đây mình đã giới thiệu các bạn và kia là cái cây thiết mộc lan đó các bạn. Đây là cây thiết mộc lan mà trước đây mình đã chia sẻ các bạn. Sau 7 hoặc 8 tháng gì đó, nó phát triển đến mức như thế này các bạn. Mình trồng ở cái góc sảnh này. Khi bước ra ngoài thì nó có cái màu xanh đập vào mắt mình luôn các bạn. Như các bạn đã biết, thiết mộc lan là một cái loại cây có thể nói là vua của các loại cây được trồng trong phòng, vua của các loại cây mà người ta trồng trong những cái phòng kín không thiếu ánh sáng các bạn. Đây. Đối với những loại cây khác thì các bạn chỉ trồng khoảng một thời gian là các bạn phải mang nó ra ánh sáng mặt trời, mang ra ngoài để cho nó hít thở cái không khí cũng như là ngấm cái ánh sáng mặt trời để cho nó phát triển tiếp, nó không bị lụi cây. Nhưng riêng với thiết mộc lan thì các bạn có thể để trong phòng kín cũng như là trong cái nơi thiếu ánh sáng ở một cái khoảng thời gian cực kỳ là dài các bạn. Và thiết mộc lan nó có cái độ sinh trưởng của nó cũng cực kỳ là mãnh liệt. Nó có thể chịu đựng được cái khoảng thời gian rơi vào tầm cỡ khoảng 1-2 tháng chúng ta không tưới các bạn. Không cần tưới, nó vẫn cứ xanh tốt bình thường. Do vậy là người ta có thể nói là thiết mộc lan là cái loại cây vua của các loại cây trồng trong phòng kín trong gia đình. Về phong thủy thì thiết mộc lan nó mang lại cái điều may mắn, tốt lành cũng như là cái sinh khí trong gia đình các bạn ạ. Thế và thiết mộc lan thì được trồng rất nhiều, nhất là những nơi công sở, trong những cái phòng trong gia đình, phòng khách. Thế và được trồng rất là nhiều. Đây, các bạn ngắm lại cái thiết mộc lan của mình sau cái khoảng thời gian 7-8 tháng mình trồng bằng cái cách cắt cành. Đây các bạn này, tất cả cành nó đã lên rất là nhiều. Cây gì thì đến lúc nó cũng phải già, nó cũng phải cỗi, nó cũng phải bỏ cành, bỏ lá các bạn. Thời gian mà, con người cũng như vậy. Khi chúng ta còn trẻ thì chúng ta tưởng chúng ta trẻ mãi, nhưng đến lúc chúng ta cũng phải già thì thôi. Và hôm nay thì mình chia sẻ các bạn để chúng ta làm sao cho cái cây thiết mộc lan nó lúc nào nó cũng mới, lúc nào nó cũng xanh tốt các bạn ạ. Thế như các bạn đã biết là cái cây thiết mộc lan thì khi nhất là các bạn mua cây thiết mộc lan về, có những cây nó rơi vào tầm cỡ khoảng vài ba triệu, có cây hàng chục triệu. Lúc mới mua về thì nó rất là đẹp các bạn, nó rất là đẹp, phải nói nó cực đẹp luôn. Thế nhưng ở nhà chúng ta rơi vào tầm cỡ khoảng hơn một năm là bắt đầu chúng ta thấy nó xấu đi, và đôi khi còn có những bạn thấy nó xấu quá và chúng ta bỏ phí đi các bạn ạ. Hôm nay mình chia sẻ các bạn để chúng ta làm sao mà cái cây thiết mộc lan của chúng ta dù mua hay chúng ta trồng hay chúng ta làm thì lúc nào cũng đẹp, nó cũng xanh tốt, nó cũng mới mẻ với gia đình nhà chúng ta. Xin chia sẻ cùng các bạn. Thiết mộc lan trồng trong chậu thì nó không như thiết mộc lan mà chúng ta trồng thả rông ở ngoài vườn các bạn.
trồng trong chậu với một cái khuôn chúng ta đã được định sẵn. Ví dụ như là khi chúng ta mới mua về, cái chậu nó như thế này và cái cây thiết bọc lan được các nhà vườn người ta trồng nó lên rất là đẹp. Thế nhưng một thời gian sau thì chúng ta thấy tất cả những cái chồi của nó đã vươn lên rất là cao và những cái lá nó bắt đầu nó vàng, nó xấu đi, nó bụi bẩn vào. Thế để làm cho nó luôn luôn lúc nào nó cũng có chồi non và lúc nào nó cũng mới, cũng đẹp thì các bạn phải có cái cách, mà cái cách đấy thì thực sự là đơn giản các bạn ạ. Nó quá đơn giản luôn. Sau đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách làm cho cái cây thiết bọc lan của chúng ta lúc nào nó cũng mới, cũng đẹp các bạn. Để khi chúng ta mà nhìn vào chúng ta không chán và không bỏ đi các bạn. Cái cách đầu tiên là chúng ta sẽ chắt lọc tất cả những cái cành già các bạn. Thiết bọc lan thì nó sẽ đẹp lúc còn xanh tốt và lúc mới lẩy mầm được khoảng 3-4 tháng. Thế khi nó lâu ngày rồi thì nó bắt đầu những cái cành nó đã già đi các bạn. Và lúc đó chúng ta phải tiến hành chắt lọc tất cả những cái cành già nó mọc quá cao. Khi cành nó đã già thì nó sẽ tạo lên những cái lá mà nó già, nó vàng, nó rất là xấu các bạn, nó xác xơ ra. Với cái cây thiết bọc lan thì mình cũng hướng dẫn với các bạn đơn giản như vậy, bởi vì với cái cây của mình đây thì thực sự nó chưa phải là cành, nó chưa phải là già. Nhưng mình cũng hướng dẫn các bạn để chúng ta dễ hình dung một cái cách đơn giản nhất làm sao cho cái cây thiết bọc lan lúc nào nó cũng xanh tốt, nó tươi mới. Và cái dụng cụ đơn giản để chúng ta làm đó là dùng cái kéo cắt cành các bạn. Đây. Với cây thiết mộc lan của mình thì mình cũng thấy một cái vài cành nó đã bắt đầu đến hiện tượng già. Ví dụ như những cái cành trong này nó quá dài các bạn. Đấy, mình sẽ bắt đầu tỉa bớt đi. Tiếp theo là cái cành bên này các bạn. Đấy. Tiếp theo là cành bên này. Và bây giờ các bạn nhìn cái thiết bọc lan nó cũng đã bắt đầu nó có một cái vẻ nó khác hơn một chút. Đây những cái lá già này các bạn. Những cái lá già lá thối này chúng ta phải bỏ nó đi. Mỗi thân thì các bạn làm sao để cho nó có 1 đến 2 cái tay cành này các bạn. Khi chúng ta cắt bớt đi như vậy thì cái cây thiết bọc lan nó lại chuẩn bị nó ra những cái mầm mới các bạn, ở những cái cành chồi mà chúng ta vừa cắt. Sau này nó khoảng 1 tháng nữa nó lại ra những cái mầm non ở đây. Thế và liên tục nó có mầm non thì cái cây thiết bọc lan của chúng ta nó không có cảm giác bị già đi các bạn ạ. Thế và các bạn đã thấy mình khi mình tỉa đi thì cái cây thiết bọc lan nó phân ra làm hai cái tầng chính, tầng thứ nhất và tầng thứ hai. Đấy là cái cách đầu tiên để chúng ta làm cho cái thiết bọc lan của chúng ta nó luôn luôn trẻ và luôn luôn mới các bạn ạ. Và cái cách thứ hai là cách chúng ta làm sạch cho cây thiết bọc lan các bạn ạ. Thường thường thì khi để trong phòng, khi để trong công sở thì lâu ngày nó sẽ rất là bụi bẩn và chúng ta cảm giác cây thiết bọc lan nó cũ đi. Thế và đây là cái cách làm sạch cây thiết bọc lan. Cái cách này thì đơn giản lắm các bạn, thì chúng ta dùng nước. Thường thường với các cơ quan thì hoặc là những cái nơi mà trên tầng đó, nó không có cái điều kiện để cụt nước như thế này thì chúng ta phải lau từng cái lá một với các bạn. Nhưng ở gia đình thì chúng ta hoàn toàn có thể cụt nước để cho nó sạch. Đấy, chưa đầy 1 phút đâu các bạn.
chưa đầy một phút mình đã làm sạch cái cây thiết độc lan. Sau một khoảng thời gian hơn 2 phút mình đã làm mới lại cây thiết độc lan trong gia đình. Và đây là thành quả của mình các bạn. Nó phân ra làm hai cái khối tách biệt các bạn. Một là bông và tầng dưới nữa các bạn. Cũng chia sẻ các bạn là cây thiết độc lan này thì nó chẳng có sâu bệnh gì đâu các bạn ạ. Đặc biệt là nó sức sống của nó cực kỳ mãnh liệt và rất ít khi bị sâu bệnh. Nó chết thì chẳng qua là chỉ vì uống nước thôi các bạn. Cây thiết độc lan này nó không chết vì khô cằn mà nó chết vì nhiều nước quá. Do vậy là các bạn đừng bao giờ tưới quá nhiều nước vào cây thiết độc lan. Chúng ta chỉ một tuần chúng ta chỉ tưới cho nó một lần thôi, và một lần thì các bạn tưới một chút ít thôi các bạn. Đây các bạn thấy không? Sau khi được rửa và được làm mới thì cái cây thiết độc lan nó đã có cái vẻ rất là xanh. Những cái lá của nó xanh mướt đi các bạn. Cái cách làm mới cây thiết độc lan tạo nên cái sự xanh tốt quanh năm này nó rất là đơn giản các bạn ạ. Và nó có thể áp dụng với bất kỳ một cái loại cây nào cũng có thể làm được các bạn. Bất kỳ cây nào trồng trong gia đình chúng ta đều có thể áp dụng cái cách này được. Ngay cả với con người cũng thế. Nói nhỏ chứ vợ các bạn bươn trải các bạn mấy chục năm sinh con cho các bạn cũng rất là vất vả. Rồi cũng đến lúc cũng phải xuống tàn phai nhan sắc này. Thì các bạn có điều kiện thì cũng nên cho vợ mình đi chỉnh trang một chút. Một ngày nào đó các bạn cũng nhận thấy là ngoài cái tình cái nghĩa ra thì vợ mình cũng rất là xinh đẹp các bạn ạ. Đấy. Mình xin chia sẻ các bạn về cái cách làm mới cây thiết độc lan mà ở cái video ngày xưa mình cũng đã chia sẻ các bạn là mình trồng và nhân giống cây thiết độc lan trong gia đình. Bạn nào chưa xem thì các bạn có thể xem trong cái kênh YouTube của mình các bạn nhé. Chúc các bạn ngày nghỉ có nhiều niềm vui và hạnh phúc. Thân ái chào các bạn.